Ok, hello, chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với kênh Trung Thợ Xây nha. Hôm nay chia sẻ cho anh em cách làm sao để mà mình cầm ở cái cạnh mép của bộ cửa sổ, làm sao, bộ cửa đi làm sao cho chuẩn, đẹp nhất và hiệu quả nhất, nhanh nhất. Anh em nào mới qua kênh mình nhớ để cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một bình luận kênh nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.